VTV xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Sài Gòn bây giờ là khoảng 8 giờ sáng. VTV mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ dạo một vòng Sài Gòn buổi sáng, đi dạo xung quanh ở Lê Lợi, Nguyễn Huệ, ra Hồ Tùng Mậu, Hàm Nghi, một vòng chợ Bến Thành. Rồi chúng ta sẽ đi về quận 3. Hôm nay Vlan TV có một chuyến đi về Biên Hòa bằng phương tiện tàu lửa ở ga Hòa Hưng. Trước khi đi mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi một vòng Sài Gòn. Phía bên trái là khu chợ Bến Thành, trước mặt ba ngày xưa là công trường Quách Thị Trang. Nay thì không còn ha. Đi con đường Lê Lợi, mình sẽ đi vòng ra Hàm Nghi, đi ngang qua Nguyễn Huệ. Sau đó tôi sẽ ghé tiệm bánh Như Lan mua vài cái bánh ăn sáng trước khi đi. Sẵn đây dẫn anh chị và các bạn mình đi dạo luôn Sài Gòn. Lâu lâu đi dạo Sài Gòn buổi sáng thì rất là thích. Ở bên trái hôm qua cũng đang có một cái sự kiện đêm hội sôi động của nhãn hàng nào đây. Nhãn hàng Strongbow. Strongbow là một loại nước uống có cồn, dạng như nước ép, nước trái cây lên men có cồn. Ở bên phải là khu Takashimaya. Đây buổi sáng thấy có rất là nhiều người ta tập trung ở đây, không biết là xếp hàng chờ mua cái gì hay sao á, mà sao thấy ngày nào cũng có người xếp hàng hết á, không hiểu. Bên trái là cái gian hàng nhà ăn uống ở hội chợ. Ngay đây là giao lộ Pasteur. Ở ngoài đây thì liên tục có những sự kiện. Cứ cuối tuần là có, khoảng tuần hai tuần là có sự kiện khác. Nên ngoài đây lúc nào cũng náo nhiệt. Đây là quẹo phải Nguyễn Huệ nha. Quẹo phải Nguyễn Huệ xong cái đi ra Hồ Tùng Mậu, cũng như là con đường Võ Duy Nguyên ngày xưa. Bên phải anh chị và các bạn ngày xưa có một hương xá rất là lớn, rất là đẹp, đó là hương xá Tắc. Bách hóa tổng hợp của ngày xưa. Xưa xưa nữa thì nó có rất nhiều cái tên ha. Ở cái thời Blan TV thì là tên Thương Xá Tắc. Ở trung tâm Sài Gòn này thì có rất là nhiều những cái địa điểm mà ngày nay đã không còn nữa. Đây chúng ta quẹo phải con đường Tôn Thất Hiệp, rồi đi thẳng là ra Pasteur, rồi đây chúng ta quẹo trái là Hồ Tùng Mậu. Ta quẹo nha.
Hôm bữa lên tôi đi ngang cái nhà 103 có cô chú anh chị chia sẻ đó là cái nơi giống như chùa. Tu ẩn. Ở cái khu phía bên trái này thì cái tứ giác này thì sắp tới không biết sẽ như thế nào ha. Khi mà chủ đầu tư lớn nhất họ đã đang vướng vào vòng lao lý ở tứ giác Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Nguyễn Huệ. Nãy giờ này đi con đường Nguyễn Huệ không có mát bằng đi con đường này. Ở đây cũng có mấy quán cà phê người ta mở suốt đêm luôn, 24/24 luôn. Đi cà phê Relox ngay góc đường Ngô Đức Kế này nè. Bên trái là tòa nhà Bitexco. Ở tiệm bánh Như Lan thì có nhiều loại bánh đó. Nhiều loại để ăn sáng, bánh mì hay là bánh bao hay là bánh giò. Đây có bánh mì không nhục. Anh đổ cái bánh rồi. Khô nhục xíu mại như này, thịt heo trà bông. Nên nay không có khô nhục không? À đúng rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, tao qua đây mua hai cái bánh giò nữa. Ở đây bánh mì, khoai mì, chả lụa, nhiều lắm. Hai cái bánh giò đi. Dạ. Nhiêu tiền chú? 30. Dạ. Này, để chung bao này luôn. Rồi gửi tiền. Không. Còn mua lát nữa là lát. Cảm ơn chú.
Ở đây bánh trung thu thì lúc nào cũng có ha. Không phải theo mùa. Cứ có mỗi ngày. Tuy là không có nhiều thôi, nhưng mà có. Ở đây chúng ta vòng qua khu chợ cũ nè. Chợ cũ trên đường Tôn Thất Đạm. Mà anh chị và các bạn chúng ta lũi vô chợ. Đi ngang chợ thôi. Coi chợ cũ dạo này thế nào. Còn khu chợ được mệnh danh là chợ nhà giàu. Nhưng mà chúng ta thấy nó không có như cái tên của nó. Mái che thì sơ sát, chợ thì lưa thưa, người giàu thì không biết có đi chợ hay không. Mà chúng ta thấy không có đông. Nằm giữa cái trung tâm Sài Gòn, building rồi, khu sang trọng, nhà cửa sang trọng, có một khu chợ nó đã lâu ngày đã xuống cấp, mà người ta cũng trả nhiều cái sạp chợ đóng cửa nữa. Không biết cái số phận của khu chợ này và khu xóm chợ cũ thì nó như thế nào. Rất là nhiều những dự án mà rất là nhiều những cái thông báo, nhưng mà cuối cùng vẫn không thấy đi về đâu hết ha. Khi mà cái bãi xe phía bên hông chợ đó mà có dự án gì đó xây lên thì chắc là chợ sẽ không còn. Nhưng mà ở Sài Gòn bây giờ rất là nhiều dự án nằm không, rất nhiều những khu đất trống chờ xây, nhưng mà không ai xây, hoặc là chưa tới lúc. Mình phải có quán hủ tiếu Thanh Xuân. Hủ tiếu đó một tô là 60.000 một tô. Ở đó ăn cũng được, người ta để nhiều thứ lắm, như là thịt nè, rồi lòng nè, rồi huyết nè, rồi tôm nè, cua nữa nè, đó, nhiều thứ lắm nè. Ra một tô hủ tiếu nó có giá 60-70 ngàn. Đây chúng ta quẹo trái lên lại nha. Giờ này thì nhiều công ty, nhiều hàng quán người ta cũng chưa có mở cửa hết. Như trung tâm thương mại thì chuẩn bị mở cửa. Có những shop người ta bán khuyến mãi đó, người ta có chương trình đó, nên ở đó xếp hàng quá trời luôn. Chợ Bến Thành, rồi chúng ta chạy một vòng chợ Bến Thành coi chợ Bến Thành buổi sáng thì như thế nào ha. Rồi mình sẽ đi thẳng tới quận 3, về ga Hòa Hưng. Tiền con đường Lê Lợi thì vẫn như ngày nào, vẫn đóng cửa rất là nhiều. Rất là nhiều những mặt bằng ở đây không có kinh doanh gì hết à. Để không. Giá cao quá trời.
sáng đi vòng vòng ở đây mát mẻ. Ở đây là con đường Phan Bội Châu, phía trước đó là ngã ba Tạ Thu Thâu. Cũng như là Lưu Văn Lan ngày nay. Cảnh sinh hoạt buổi sáng. Chú thì chạy xe ôm, người thì ăn sáng, người thì đạp xe đạp, người thì đi dạo một vòng. Bỏ rau cho chợ nè, rau củ quả. Ở giờ này thì các gian hàng ở trong chợ Bến Thành cũng đang chuẩn bị mở cửa rồi, cũng hơn 8 giờ rồi. Bên đây là cửa Bắc. Cửa Tây, để thấy cái lối đi ở ngay chợ có cái bãi xe. Có lẽ cái hành lang này là dành cho khách đi bộ, nhưng mà người ta để xe cũng đầy hết trơn rồi, làm cái bãi giữ xe luôn rồi. Nãy giờ này thì cũng chưa có nhiều du khách. Rồi, ta quẹo qua Nguyễn An Ninh, con đường bán đồ của Đạo Hồi, người Malaysia rất là nhiều luôn ha. Cái quán bún mọc Thanh Mai đông dữ ta, quá trời đông luôn. Bún mọc Thanh Mai gần chợ Bến Thành. Ăn đây anh, không có chỗ để xe luôn, xe máy xe hơi bố lùi xua hết trơn. Nguyên dãy xe hơi đậu luôn.
Rồi, giờ chúng ta quẹo con đường Trương Định này, mình đi thẳng về quận 3. Rồi, đi ngang vườn Tao Đàn. Đi buổi sáng đi những con đường này rất là mát mẻ ha. Trước mặt chúng ta đó là giao lộ Lê Thánh Tôn, rồi phía bên kia là quán cơm Đồng Nhân, cơm bà cả ngày xưa. Nhưng mà ngày nay thì không còn tiếng như ngày xưa. Ít ai biết đâu. Quán cơm này thì không phải là quán cơm bình dân, mà làm thì ăn rất là ngon ha. Cái điều giá cả thì tiền nào của nấy thôi. Ở bên phải là có quán hủ tiếu Thập Cẩm. Đi buổi sáng vòng vòng ở đây rất là nhiều quán ăn, quán có tiếng không à, đông quá trời đông. Nọ đi qua đây là khu Tao Đàn nè, thẳng Trương Định là chúng ta sẽ đi tới kênh Nhiêu Lộc, Kỳ Đồng. À, rồi thôi, chắc cái clip hôm nay đi một vòng trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, chia sẻ anh chị những hình ảnh buổi sáng để chúng ta thấy khung cảnh Sài Gòn buổi sớm mai thì như thế nào ha. Một lần nữa Blan TV xin chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả quý anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.